À, mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con cái khu vực đất view hồ này đang kêu bán. Mình giới thiệu tổng hợp luôn là toàn bộ quy một cái khu đất ở mặt hồ này. Thì ở đây nó có nhiều chủ kết hợp lại, nếu mà bà con nào muốn mua số lượng lớn ôm cái view hồ này, từ cái góc mình đang đứng đây là chạy dài về phía trước. Là nếu mà tính đất mà nó giáp về cái mặt hồ, mặt nước như vậy á, thì mình đoán nó khoảng 700 m, khoảng 700 m mặt nước vậy nè. Nhưng mà trong đó là nó nhiều chủ kết hợp. Thì nếu mà bà con nào mà muốn mua diện tích lớn, thì quy một cái khu này để mà tổng hợp mua hết cái khu này, thì nó khoảng 10 hectare, 10 hết hoặc 11 hết gì đó. Còn nếu mà bà con nào mà muốn mua 1 hết đến 2 hết, thì ở đây là mỗi chủ người ta có 1 hết nè, hoặc là 1 hết rưỡi nè, 1 hết 3 nè, hoặc 2 hết nè đó. Thì bà con nào mà mua 1 hết đổ lên thì người ta có cắt ra bán đó, đều giáp cái mặt hồ này hết. Thì ở đây mình sẵn đây mình thông tin cái hình ảnh và mình giới thiệu cái khu vực cho bà con. Thì bà con nào mà muốn mua tầm 1 hết đổ lên đó, thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0972 158 358 đó. Còn nếu mà có điều kiện mà muốn mua hết cái khu vực này, thì mình cũng giới thiệu luôn. Thì mua hết cái khu vực đất view hồ, giáp cái mặt hồ này khoảng 700 m, thì tổng cái khu này nó khoảng 10 hectare, 10 hết hơn 10 hết đó. Đó. Thì mình xin giới thiệu cho bà con luôn, đất này nó thuộc về xã Nam Nờ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Đất này nó cách cái trung tâm xã Nam Nờ Giang thì chỉ có 4 cây số thôi. Đó. Từ đây mình quay toàn cảnh cái khu vực view hồ cho bà con xem qua. Ở đây kêu là hồ thủy điện của xã Nam Nờ Giang. Cái nhánh chạy về góc này là nó xả dẫn nước về tổ máy của thủy điện, mà nó chạy về hướng phía bên này của mình. Đây là ở dưới này nó có cái đập xả tràn, nước đang chảy ầm ầm luôn. Phía bên kia cái đập là nó có con đường nhựa chạy ra phía bên tay trái mình, là nó ra dẫn ra quốc lộ 14. Từ từ cái vị trí bên đó đó đi ra quốc lộ 14 chỉ có hơn 1 cây số thôi. Chạy vô bên trong là vô trung tâm xã rồi. Rồi mình tạm thời thông tin cái địa chỉ cho bà con như vậy. Bây giờ mình xin đi quay một vòng cho bà con xem qua. Ở bên trên giữa cái đỉnh này, là giữa cái đồi này, là nó có con đường đất. Từ cái vị trí đường đất này mà đi ra đường nhựa thì nó khoảng chỉ có chưa tới 1 cây số thôi, nó khoảng chừng 500 m thôi. Mà để mà từ 10 hectare mà 10 hectare nó đi ngược, từ đây mà đi ngược ra, thì để mà trong cái phạm vi 10 hectare thì từ cái đầu rẫy đó mà đi ra tới đường nhựa thì nó chỉ có khoảng chừng 200 mét. Có điện luôn nha bà con. Đây, sẵn mình đứng ở cái vị trí này thì mình thông tin thêm cho bà con luôn. Nếu bà con nào mà cần mua đất view hồ mà diện tích ít, thì ở đây mình giới thiệu cho bà con cái lô đất mình đang đứng đây của một chủ, một sổ riêng một chủ. Thì đất này có diện tích trong sổ là 1 hecta 1, thì chủ đang kêu cái giá là 800 một hecta đó.
800 một hết hay là một hết mốt 800 gì đó thì nó bà con thương lượng thôi, còn giá thì người ta thông tin cho mình là như vậy. Đây, trên cái lô đất 1 hết mốt mà chủ kêu cái giá 800 một hết thì mình thấy ở trên đất là người ta có xen mít. À, đất này là một vườn tiêu đặc luôn nhưng mà người ta có xen mít Thái đây. Mít này cũng cho trái rồi đây. À, đất này bà con mà có điều kiện mua làm cái khu nghỉ dưỡng đúng đẹp luôn. Đây, đất giáp cái mặt nước thì nó thoi thoải như vậy đây. Đó. Nó chạy dài ra lúc ở ngoài cái eo bên kia luôn. Đây, cái lô đất hồi nãy giờ mình ghi cái hình ảnh cho bà con là lô đất của một chủ, ở trong sổ là một hết mốt, là phía dưới là nó giáp cái mặt nước, lên tới đây thôi, lên tới con đường đất này. Thì ở đây mình giới thiệu thêm cho bà con luôn. Thì nếu bà con nào mà muốn mở rộng diện tích thì cái lô phía bên trái đường mình đây là của một chủ khác. Đó, là theo như chủ nói thì khoảng 8 sào gì đó. À, thì cái phía này đây khoảng 8 sào thì người ta cũng kêu cái giá là 800 một hết, thì ở đây 8 sào thì nó khoảng 500-600 gì đó. Thì bà con nào muốn mở rộng diện tích thì kết hợp hai đám này luôn. À, cái đám 8 sào này đây nè, con đường này. Đó. Con đường này nó dẫn xuống ngay chỗ cái bờ đập, kêu là đập tràn, đập thủy lợi. Nhưng mà cái này cỏ không à, nhưng mình không có lội xuống được. Từ đây mình thông tin luôn cho bà con nghe qua thôi. Đó thì theo như mình, nếu bà con nào mà muốn kết hợp mua tầm 2 hết thì mua luôn cái đám đám 1 hết mốt với cái đám giáp đây luôn. Đám này là tầm 8 sào. Trên cái đám 8 sào này là có cà phê nè. Có được theo như mình thấy có được 3 4 cây sầu riêng thì đang cho trái. Đường này, con đường này là dẫn xuống dưới bờ đập luôn, thông qua bên đường nhựa bên kia luôn, nhưng mà cỏ không mà cho nên là mình không có đi được. À, thì liền kề với cái đám đám bên phải mình đây
đám tiêu là 1 hecta 1, đám cà phê phía bên tay trái bên đây giáp hai bên đường đó. Thì 8 sào nữa, từ giáp với cái đám này nằm phía bên ngoài này một chút này. Giáp với cái đám tiêu này thì của một chủ khác có diện tích là 1 hecta rưỡi, tính từ cái đường này hất về phía bên phải mình giáp mặt hồ. Thì cái đám đó là chủ người ta kêu cái giá nó lại rẻ hơn, người ta kêu là 650 một hecta đó. Thì mình thông tin luôn cho bà con, thì mỗi chủ người ta đưa ra cái giá khác nhau thì mình chỉ thông tin lại thôi, còn bà con nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình, mình dẫn đi xem. Còn bà con nào ưng cái đoạn nào khúc nào thì gặp chủ mà mình thương lượng giá thôi. Còn nếu bà con nào mà có điều kiện mà muốn mua diện tích lớn ở nguyên cái khu vực này thì nó khoảng 10 hecta, hơn 10 hecta là hai bên đường luôn. Ở đây cái đám mà 1 hecta rưỡi là nó có cái bờ ranh ở đây đó. Chỗ cây to to này hất về phía bên tay trái mình đó, chạy thẳng xuống dưới hồ. Nói chung là nó giáp từ đường này đó, hất về phía trước chạy xuống dưới giáp với mặt hồ phía tay phải bên đây là có diện tích là 1 hecta rưỡi. Thì chủ bên này người ta kêu là 650 một hecta. Còn những đám phía bên ngoài nữa, hoặc bên trong nữa, là hồi nãy mình giới thiệu là chủ nó, người ta kêu 800 đến 850 một hecta nữa. Phía bên ngoài thì nó có giá đến 850 một hecta. Đây, mình đang đứng ở đây là của cái lô đất 1 hecta rưỡi. Có diện tích là trong sổ là 1 hecta rưỡi nhưng mà chủ kêu là 650 một hecta có thương lượng. Đó, thì mình thông tin từng đoạn từng lô cho bà con. Nếu bà con nào mà mua tầm 1 hecta hoặc là 2 hecta thì cặp bờ hồ này là mình liên hệ với chủ, mình làm việc từng chủ thôi. Còn muốn mở rộng diện tích thì liên kết mua hết luôn khu này. Cái đám 1 hecta rưỡi này trước đây mình có thông tin cho bà con rồi. Nhưng mà bữa nay là mình ghi lại cái hình ảnh tổng thể khu vực này là diện tích khoảng hơn 10 hecta. Nếu bà con nào mà có điều kiện là muốn mua hết cái khu vực này thì mua luôn làm dự án. Cái lô đất 1 hecta rưỡi này là nó tới cái cây khô khô kia kìa. Từ cái cây khô khô đó theo đường hất ra bên ngoài nữa là của một chủ nữa, của hai chủ nữa. Hai anh em đó là người ta kết hợp lại cũng bán luôn, ở đó là nó có 2 hecta nữa. Liền cái đám 2 hecta đó hất ra phía bên ngoài hai bên đường luôn, thì của một chủ 4 hecta rưỡi, 5 hecta nữa đó. Thì bà con nào muốn mua 5 hecta cũng có 5 hecta luôn. Con đường mà đi vô đất đây nè, bây giờ nó là đường đất, nước nó chảy, xe nó đi lâu ngày nó cũng mòn thành đường hầm. Mình nghĩ con đường này là bà con nào mà có điều kiện mua được đám đất này thì con đường này khắc phục đơn giản thôi, kêu xe gạt nó gạt qua một cái là xe hơi vô tới nơi luôn.
Nếu bà con nào mà muốn mua diện tích khu này là nó khoảng hơn 10 hectare thì nó hai bên luôn. Đó. Từ cái chỗ chỗ lùm chuối kìa, vườn chuối kìa, với lại cái vườn tiêu bên kia, chạy dài lên đụng trên đường luôn. Khu bên trên là nhà người ta ở đó, khu đó là đi ra tới đường nhựa là chỉ có 100 m thôi. Có nghĩa là đất là hai bên đường nếu bà con nào muốn mở rộng diện tích. Thì hai bên đường, phía bên trái mình chứ phía bên phải đây. Con đường đất này là nó đi ngay cái đỉnh đồi rồi. Đó. Từ cái đoạn này mà chạy ra ngoài là hầu như là đất hai bên đường luôn. Sầu riêng này của mình xuống được 100 cây à. Thì bắp hả? Sầu riêng này trồng năm ngoái à. Khu đất này nhìn lại là toàn là tiêu đặt luôn á. Vườn tiêu đặt luôn. Trong tổng diện tích là khoảng hơn 10 hectare. Hầu như là mỗi chủ một hết hơn một hết đều là trồng tiêu đặt hết. Bây giờ người ta có xen sầu riêng vô rồi. Cái chỗ này mình đi ra là đâu chừng 100 m nữa là đụng dây điện rồi không? Đụng đụng trụ điện rồi. Điện này hả? À. Ừ, chắc tâm. Đó, từ từ cái khúc này mà đi ra là của một chủ 5 hết đúng Đúng rồi, đúng rồi, không? Ừ, một mới chủ. ra ra tuốt rồi kia. À, Đó. một chủ. Có nghĩa là từ Ra 5 ngoài hết. bên này mà từ đấy ra đường là chỉ có ba chủ thôi. Ừ. Nói chung là từ tuốt ở ngoài kia về chỗ có cỏ kia mà hất vô trong này là tính luôn của anh luôn là Một cả hết luôn. hơn chục hết. Hơn chục hết chứ hả? Hơn chục Hai hết. hai hai bên đường luôn mà. Hơn chục hết. Hơn chục hết mà ở đây giá mỗi chủ đưa ra mỗi mỗi giá khác nhau nó chênh lệch quá. Đúng rồi. Anh chi trong này ảnh đưa ra cô ảnh 1,5 hectare mà anh đưa ra giá là 650 một hết. Nhưng mà còn thương lượng. Còn của ông gì đây? Ông này ông Ông Hảo. này ông Hảo 4,5 hectare 5 hectare gì đây mà ông kêu đến 850 một hết. Còn anh tiền đây thì anh kêu 800. Mỗi ông đưa ra mỗi Mỗi giá. giá. Cái ông Hai Tòng trong kia gần đập trong kia thì ổng cũng có hết mốt mà ổng cũng kêu 800 đưa giá tùm lum hết. Cái này thêm này này nói cho cụ thể ra, ví dụ con người mà họ thiệt bán á thì họ có thể họ bán giá mềm hơn. Cái Đúng thứ rồi. nhất, cái thứ hai là họ căn cứ vào cái nguồn thu của rẫy. Từ ở đây là thấy tiêu với cà nói chung trên đất thì nó cũng có rồi nhưng mà khách của mình bây giờ mình giới thiệu á hầu như là cà tiêu người ta không có quan tâm nữa. Người ta cần cái quỹ đất để mà người ta cải tạo đầu tư cái cây khác thôi. Vậy hả? Cho nên là Nhưng mà khổ từ cái người dân thì họ lại căn cứ theo cây trồng của họ họ đúng bán. rồi từ tâm lý là người bán thì muốn bán cao mà người mua muốn Mua mua muốn thấp mua ai cũng vậy thôi. đúng Thì còn cái chuyện mà mua bán thì nhiều khi nó tùy duyên nữa. đúng rồi. Mà vậy là bên anh giới thiệu là có nghĩa là họ muốn mua 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 diện tích lớn lớn luôn hả, chứ còn ít Từ ít thôi hả? em giới thiệu tổng hợp luôn. Từ ở đây nhiều chủ nhiều diện tích.
mỗi chủ diện tích khác nhau, thì nếu mà em có khách cần mua diện tích lớn thì em giới thiệu kết hợp người ta mua hết luôn. Còn nếu mà ai mua lẻ 1 héc hoặc 2 héc thì em giới thiệu khách tùy theo khách thôi. Còn giá cả thì cái bên mua bên bán tự mặc cả thôi, chứ còn em giới thiệu mà mua bán được thì em có cái công bên người người bán thôi. Con đường mình đây nè, ở đây mấy anh em á làm gần ở đây nè. Em thấy từ ở ngoài đường nhựa cái đi vô đây là nếu mà ô tô thì đi vô tới đập cũng được, nhưng mà nó cấn có một chút xíu chỗ kia, nó hơi lỡ lỡ một chút nè. Mấy cái đó mấy anh em ở đây kêu xe gạt, nó gạt qua một cái là xe con vô tới nơi luôn. Cái đó đơn giản mà. Thì cái đó thấy nó làm đơn giản thôi, mà mình không làm mà xe Đúng con rồi, người ta không tới người làm ta đúng ngán à, người ta vô không được người ta ngán thôi. rồi. Cái kia của anh 1 héc hả? Của em thì gần 2 héc. Gần hết. Chút nữa anh cho em số điện thoại luôn đi, em giới thiệu luôn. Đó, mình giới thiệu cho bà con luôn. Cái lô đất này là gần ở ngoài đường nhất của một chủ, là hai bên đường luôn, là 5 hecta. Đó. Bên trái mình đây, bên phải đây, hai bên đường. Đất chạy dài lên tuốt trên hàng mít, nói chung là hết cái vạt cỏ. Đó là 5 hecta. 5 hecta của cái chủ này người ta kêu đến 850 một hecta. Thì họ kêu nhưng mà mình mua thì mình thích thì mình cái mặc cả với bên chủ thôi. Cái này cỏ tốt rồi cơ chứ. Bên này có đám cà phê. Đây, cái lô mà 5 hecta mình mới giới thiệu cho bà con là nó qua hết cái vườn tiêu, đụng cái cà phê bên kia. Đó, hết cái vườn tiêu này. Chạy dài lên tới trên trên đường. Phía dưới này là nó giáp khe suối. Đó, phía dưới này mình thấy có cà phê nè, tiêu nè, cà tơ, cà có thu đầy đủ hết. Quá rộng. Riêng cái đám này của một chủ rồi đó, 5 hết hơn 5 hết rồi. Đây, từ ngay chỗ cái cây mít kia đi ra tới đường nhựa là chỉ có 100 mét thôi. Mình xin tạm dừng video ở đây, tại cái lô đất quá rộng, mà hơn nữa là từ bên hồi nãy giờ mình ghi từ ở dưới chân đập chân rẫy ra tuốt về đầu đường rồi này, của qua mấy chủ luôn, tính ra cả 700-800 mét, thì clip cũng hơi dài. Mình xin tạm dừng video ở đây. Còn bà con nào mà xem qua clip của mình mà quan tâm lô đất này thì vui lòng alo cho mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình thông tin thêm cho bà con. Mình xin chào bà con và hẹn gặp lại.